Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Thế Giới Nghiêng. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã chia sẻ trên kênh Telegram của mình rằng những kẻ tàn ác từ Mỹ đang cung cấp tên lửa có đầu đạn chùm cho Ukraine và giúp Kiev nhắm mục tiêu là dân thường. Ông Medvedev nói, cả hai nhóm này sẽ phải chịu tội. Tôi hy vọng rằng họ sẽ phải chết cháy trong địa ngục, không chỉ bị thiêu đốt ở hỏa ngục mà còn trong ngọn lửa trần gian. Ông cũng lưu ý rằng vụ pháo kích vào Sevastopol và vụ thảm sát ở Dagestan không phải là hành động quân sự mà là một hành động khủng bố, hèn hạ và tàn nhẫn nhằm vào nhân dân của chúng tôi, được thực hiện vào một ngày lễ của công giáo chính thống. Ông Medvedev bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc đến gia đình của những nạn nhân và mong muốn những người bị thương sớm hồi phục. Chúng ta hãy nhớ lại rằng trước đó Bộ Quốc phòng Nga đã đổ lỗi cho Washington về vụ tấn công Sevastopol bằng tên lửa của Mỹ, khiến 5 dân thường thiệt mạng và 124 người khác bị thương, trong đó có 27 trẻ em bị thương. Tất cả các nhiệm vụ bay của tên lửa tác chiến chiến thuật ATACMS của Mỹ đều do các chuyên gia Mỹ thực hiện dựa trên dữ liệu trinh sát vệ tinh của chính Mỹ. Do đó, trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa có chủ ý nhằm vào dân thường ở Sevastopol chủ yếu thuộc về Washington quốc gia đã cung cấp những vũ khí này cho Ukraine, cũng như chính quyền Kiev nơi phát động cuộc tấn công này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết những hành động như vậy sẽ không bị đáp trả. Hóa ra, hoạt động quân sự này được Lầu Năm Góc cho phép và nhằm mục đích chống lại các công dân dân sự Nga. Bộ Quốc phòng Nga hứa rằng những hành động như vậy của quan chức Mỹ sẽ không được bỏ qua và đáp trả mạnh mẽ. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng đã đến lúc người Mỹ, những người tiếp tục coi mọi người đều là những kẻ ngu ngốc, phải đào hầm và chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Đây không phải lần đầu tiên ông Medvedev chỉ trích Mỹ trong cuộc xung đột tại Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga hôm 21 tháng 6 cho biết Moscow sẽ không đàm phán với Washington về một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới cho đến khi Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraine. Hãy để cho họ run sợ, ông Medvedev nhấn mạnh. Trong bình luận trên kênh Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Mỹ khá nghiêm túc trong việc đàm phán với Nga về một hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới. Tuy nhiên, ông Medvedev khẳng định các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra nếu Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và ngăn chặn nước này gia nhập NATO. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ không tiếp tục tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân START mới với Mỹ cho đến khi Washington lắng nghe quan điểm của Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 2 năm ngoái tuyên bố Moscow ngừng tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, START mới. Tuy nhiên, Nga khẳng định không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Mỹ. Quyết định của Nga khiến phương Tây lo ngại. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông xem quyết định của nhà lãnh đạo Nga về việc tạm ngừng hiệp ước START mới với Mỹ là bước đi sai lầm. Mặc dù vậy, ông khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow đang cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, việc có thêm nhiều vũ khí hạt nhân và ít thỏa thuận kiểm soát vũ khí đang khiến thế giới trở thành một nơi nguy hiểm hơn. Hiệp ước START mới giữa Nga và Mỹ có hiệu lực từ năm 2011. Trong đó, quy định mỗi nước không triển khai quá 1.550 đầu đạn hạt nhân và 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Theo giới quan sát, Nga tạm ngừng tham gia START mới dường như nhằm kéo thêm các nước đồng minh khác của Mỹ có vũ khí hạt nhân vào hiệp ước và gây sức ép với phương Tây về vấn đề Ukraine. Sau động thái của Nga, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo, Washington sẽ ngừng chia sẻ thông tin cần thiết với Nga theo hiệp ước START mới để đáp trả quyết định của Moscow. Mỹ cho biết nước này sẽ ngừng gửi cho Nga những thông tin về trạng thái và vị trí của tên lửa, bệ phóng theo quy định của hiệp ước. Ngoài ra, Mỹ sẽ thu hồi các đặc quyền ngoại giao và thị thực của các thanh sát viên start mới của Nga. Mỹ cũng sẽ ngừng cung cấp dữ liệu về các vụ phóng tên lửa. Theo học thuyết hạt nhân, Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân nếu họ bị tấn công bằng hạt nhân hay vũ khí hủy diệt khác, có thể đe dọa đến sự tồn vong của nước này. Nga được cho là hiện sở hữu kho đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới với khoảng 5.977 đầu đạn hạt nhân tính đến năm 2022 so với 5.428 đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev nói rằng Moscow sẵn sàng trang bị vũ khí cho kẻ thù của Mỹ để đáp trả việc Mỹ và các đồng minh của Washington gửi vũ khí tới Ukraine, Đài RT đưa tin. Đây là một sự thay đổi khá quan trọng trong đối ngoại của chúng tôi, ông Medvedev đăng trên nền tảng X. Theo ông, cho đến nay, Mỹ và đồng minh của Washington vẫn cảm thấy rằng họ có quyền gửi tất cả các loại vũ khí tới Ukraine để tiêu diệt Nga bằng mọi cách có thể, đồng thời đe dọa bất kỳ bên nào cung cấp cho Moscow vũ khí hoặc các vật liệu khác để phòng thủ. Bây giờ, mong rằng Mỹ và các đồng minh của họ sẽ được tận mắt chứng kiến việc bên thứ ba trực tiếp sử dụng vũ khí Nga. Các khu vực này hiện chúng tôi không nêu tên. Có thể là tất cả những bên coi Mỹ và đồng minh của Mỹ là kẻ thù. Kẻ thù của Mỹ đều sẽ là bạn của Nga. Trước đó, Tổng thống Nga cho biết Nga đang xem xét các biện pháp bất tương xứng để đối phó các nước phương Tây cho Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo Nga cho biết Moscow đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí tầm xa tiên tiến có tính chất tương tự như loại mà phương Tây đang cung cấp cho Ukraine cho các đối thủ phương Tây, từ đó giáng đòn vào các quốc gia phương Tây đã cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Medvedev đưa ra phát ngôn trên sau khi Ngoại trưởng Ba Lan Dradoslav Sikorsky cho biết Washington có thể tiến hành một cuộc tấn công nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Bên cạnh đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 26 tháng 5, ông Medvedev cho rằng Ngoại trưởng Ba Lan chỉ đang hù dọa. Ông lưu ý rằng Washington, không giống như Warsaw, cho đến nay vẫn kiềm chế không đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào như vậy một cách công khai vì họ thận trọng hơn Ba Lan. Ông Medvedev nói thêm, nếu người Mỹ tấn công các mục tiêu của chúng tôi thì đồng nghĩa với việc bắt đầu một cuộc chiến tranh thế giới và một bộ trưởng ngoại giao nên hiểu điều đó. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian hôm 25 tháng 5, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorsky tuyên bố, người Mỹ đã nói với người Nga rằng nếu các ông cho nổ một quả bom hạt nhân, ngay cả khi nó không giết chết ai, chúng tôi sẽ tấn công tất cả các mục tiêu của các ông ở Ukraine bằng vũ khí thông thường. Chúng tôi sẽ loại bỏ tất cả. Ông Sikorsky mô tả đây là thông tin từ nguồn đáng tin cậy, nhưng phía Mỹ chưa lên tiếng. Nhà ngoại giao Ba Lan cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã cảnh báo Nga về việc leo thang hạt nhân. Ông Sikorsky đề nghị các nước phương Tây ủng hộ Ukraine nên cho phép Kiev sử dụng vũ khí của họ để tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Theo ông Sikorsky, Liên minh châu Âu-EU không nên sợ leo thang tình hình và không nên áp đặt các giới hạn cho mình liên quan đến xung đột Ukraine để Moscow phải đoán xem bước tiếp theo sẽ là gì. Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 3 khẳng định rằng trong cuộc xung đột ở Ukraine, Nga chưa bao giờ cân nhắc việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Đầu tháng này, lãnh đạo Nga đã ra lệnh diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở quân khu phía Nam, giáp biên giới Ukraine. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận nhằm mục đích cảnh báo Mỹ và các đồng minh sau những lời lẽ leo thang từ phương Tây. Ông Medvedev khuyên Ukraine đồng ý đề xuất hòa bình của Nga khi còn có thể, gửi cảnh báo rắn tới Kiev hãng thông tấn nga tass dẫn lời phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev cho biết ukraine tốt nhất nên chấp nhận đề xuất hòa bình của tổng thống nga vladimir putin nếu không quân đội sẽ ngày càng khiến kiev trở nên khó khăn hơn ông medvedev nói với các phóng viên thành thật mà nói tôi nghĩ rằng tổng thống putin đã nói ra tất cả ý tôi là đề xuất hòa bình tiếp theo mà nga đưa ra sẽ tồi tệ hơn đối với ukraine Bây giờ, họ, tức Ukraine, có cơ hội xem xét đề xuất của ông Putin và họ ít nhất hãy tạo ra hòa bình, chấm dứt xung đột này. Ông nói thêm rằng, và sẽ rất khó để nói các vùng đệm mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập tới sẽ nằm ở đâu. Rất có thể tất cả những điều này sẽ không có lợi cho chính quyền Ukraine hiện tại. Vì vậy, Ukraine hãy quyết định nhanh chóng khi còn có thể. Tuy nhiên, cũng theo ông Medvedev, Kiev đã trả lời đề xuất hòa bình của ông Putin bằng những hành động ở hội nghị tại Thụy Sĩ. Ông Medvedev kết luận, Ukraine đã từ chối mọi đề xuất ngay từ đầu, đưa cuộc thảo luận trở lại vạch xuất phát. Vậy là từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ tệ hơn. Ngày 14 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các đề xuất hòa bình mới nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine tại cuộc gặp với các nhà ngoại giao Nga. Theo ông Putin, Moscow có thể ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán ngay khi Ukraine rút hết quân khỏi bốn vùng mới sắp nhập vào Nga hồi tháng 10 năm 2022, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Lãnh đạo Điện Kremlin cũng lưu ý, một nền hòa bình lâu dài có thể đạt được nếu Ukraine cam kết duy trì tình trạng trung lập và từ bỏ các yêu sách trước đây đối với cả năm vùng đã chọn sắp nhập vào Nga, bao gồm cả bán đảo Crimea. Phía Ukraine bác bỏ đề xuất này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đề xuất của Moscow là tối hậu thư, trong khi cố vấn của ông Zelensky Mikhail Podolyak nói rằng các sáng kiến mới của Nga không có đề xuất hòa bình thực sự